câu chuyện mà nếu mà chúng ta thấy được là khi mà chúng ta nuôi tôm mật độ thưa hơn hay là chúng ta nuôi gãy mật độ gà thì chi phí nó sẽ thấp xuống hoặc là chúng ta sẽ dễ nuôi hơn nhưng mà trên thực tế hiện tại này chúng ta thấy được là có một số bà con là khi mà chúng ta nuôi thưa ra nhưng mà chi phí vẫn không thấp thì cái vấn đề ở đây nằm chỗ là gì đây là chúng ta mặc dù chúng ta nuôi mật độ thấp nhưng mà chúng ta sử dụng cái quy trình và cái cách nuôi ở mật độ cao hôm nay thì Duy sẽ nói về cái vấn đề này nhiều hơn thì ví dụ như khi mà một ao tôm nuôi quảng canh là mật độ tầm cỡ 5 con 10 con mét vuông là không cần cho ăn chú quy trình cực kỳ đơn giản đúng không không cần chạy oxy con tôm vẫn sống vẫn lớn phát triển bình thường nhưng mà có một số ao chúng ta nuôi mật độ 50 con mét vuông thì chúng ta ví dụ cần cần chạy là một dàn quạt hay là hai dàn quạt cho con ao tôm chúng ta nuôi tới 100 con mét vuông thì chúng ta cần một ít oxy đáy chúng ta nuôi mật độ 200 trăm mét vuông thì bắt buộc phải có oxy đáy nó mới tồn tại nổi nhưng mà cái câu chuyện đó là cái việc cái đầu tiên là trên đó về câu chuyện oxy khi mà chúng ta sử dụng chúng ta nuôi mật độ hoặc dù giảm xuống rất là nhiều nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng cái quy trình là chúng ta nuôi ở à, ví dụ như là nuôi ở mật độ là chỉ 50 con mét vuông thôi nhưng mà chúng ta cũng đang sử dụng một cái quy trình đó là nuôi 100 con mét vuông hoặc chúng ta vẫn chạy nhiều hơn hay là Mỗi thứ chúng ta sử dụng điện trong mau thì nó cũng vẫn là như thế thì đôi khi đó nó sẽ làm tăng cái chi phí mình lên một cái thứ hai nữa là những cái khi mà chúng ta nuôi mật độ thấp xuống đó, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng về thuốc men nhưng mà cái quy trình của mình đó là nó vẫn là ở mật độ cao thì cái chi phí mình nó rất là tăng và có thể là cái chi phí mình nó tăng mà đậu lên rất là nhiều à, đại lộ như khi mà chúng ta nuôi ao bạc hay là chúng ta nuôi ở mật độ cao đó, thì cái áp lực dịch bệnh nó mới cao thì chúng ta mới cần những cái sản phẩm cao cấp đại lộ như là cái sản phẩm về diệt khuẩn hay là về cái men và với một cái mật độ thưa chắc chắn một điều là chúng ta cho ăn thức ăn ít hơn hai là chúng ta sẽ áp lực khuẩn nó sẽ ít hơn thì cái việc mà diệt khuẩn rồi nọ thì nó sẽ giảm xuống nhưng mà chúng ta sử dụng cái quy trình mà giống như lúc trước mà chúng ta nuôi ở mật độ cao thì bắt đầu là lại chi phí mình nó tăng nó nằm ở chỗ đó hoặc một cái, cái thứ ba mà tại sao mà chúng ta nuôi mật độ mặc dù giảm xuống mà chi phí mình nó không giảm thì nằm ở chỗ là chúng ta sử dụng những cái chế phẩm để bổ sung vào về thức ăn về những cái thức ăn bổ sung và canh gió nếu như chúng ta nuôi ở một cái quy trình là mật độ thưa hơn á chúng ta nên quản lý thức ăn nó sẽ sát hơn một chút một là đừng có để dư thừa tại vì khi mà chúng ta nuôi thưa xuống thì cái việc mà dư thừa thức ăn một chút xíu ví dụ như cái hệ số của mình là nó dư chút xíu ấy, thì chúng ta rất là khó quản lý được chúng ta nuôi ở mật độ 100 con 200 con mét vuông chúng ta đã quen nhưng mà ví dụ chúng ta giảm xuống đột ngột là 50 con hay là 30 con mét vuông mà chúng ta quản lý cái thức ăn không sát chúng ta cho ăn dư chút xíu dư chút đỉnh thì nó không không phát hiện gì cả không có thúi nước không có dơ nước gì cả là về chúng ta quản lý cái thức ăn vô nó chính xác chút và để khi mà chúng ta nuôi mật độ thưa mà nó có một cái hiệu quả tốt nhất mà Di chia sẻ gần đây mà bà con đó là về cung cấp về cái khoáng cái khoáng là như thấy nó rất là hiệu quả trong thời gian gần đây đó là khi chúng ta quản lý về cái bổ sung khoáng vào đó, là chúng ta giảm cái khoáng tạc và chúng ta chỉ cần bổ sung vào khoáng trộn cái dòng khoáng trộn mà như hay chia sẻ đó là cái dòng khoáng trộn romat là chúng ta cứ tập trung vào cái dòng khoáng trộn trộn liên tục liên tục và nó cũng rất là rẻ tiền ví dụ như ngày hôm nay chúng ta trộn một ký này nó rất là lâu với rất là nhiều thức ăn nhưng mà nó sẽ bổ sung rất là tốt và giỏ tôm lúc nào nó cũng sẽ cứng thì nó sẽ giảm được cái tiền khoáng tạc của mình và wow, nó chẳng những nó giảm tiền phán tạc nhưng mà nó giảm được cái tiền đó là gì đây chúng ta cung cấp khoáng vào trong con tôm thì nó sẽ đỡ đó là một số cái mà giải pháp chúng ta đặt ra mà khi mà chúng ta nuôi mật độ giảm xuống trong thời gian mà tôm nó chừng lại một tí hoặc là nó khó nuôi chúng ta nên giảm cái rủi ro xuống bằng cách là chúng ta nuôi tôm với mật độ thưa ra nhưng mà chúng ta quản lý được cái chi phí quản lý được cái áp lực trình bình thì chúng ta sẽ thành công <laughs> đúng rồi tất cả các bạn và trong video ngày hôm nay thì muốn chia sẻ ngắn gọn như thế để chúng ta có một kết quả tốt hơn cho làm tôm chúng ta hy vọng rằng mà mỗi ngày chúng ta cố gắng nhiều hơn để có kết quả tốt và chúng ta trụ với nghề và cho dù khó khăn như nào chúng ta cũng cố gắng vượt qua xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thư sản đi xin chúc quý bạn một vụ thành công có nhiều sức khỏe xin chào hẹn gặp lại